Xin chào mọi người. Hiện Raymond đang có mặt ở Rivalia Park. Chắc có rất nhiều bạn biết cái khu này rồi, tại nó nằm đối diện rất là gần với khu làm farm chính của người Việt mình ở Virginia. Thì cái khu farm ở Waterloo Corner, San Kilda cũng rất là gần luôn. Đó. Thì cái dự án Rivalia Park này đó, nó bắt đầu từ 3-4 năm trước, 2021. Tại hồi đó mình cũng đã hỏi cái agent bán của cái khu này là đó, tháng 5 2021 là nó đang bắt đầu ở cái stage 1, stage 2. Thì một cái lô đất cỡ 450 m² á, người ta bán ở thời điểm đó là từ 107 cho tới 109. Thì bây giờ đó, thời điểm bây giờ 2024 rồi các bạn, nó đã nằm ở cái stage là 41. Mà nó đã bán hết hoàn toàn rồi, không có cái lô đất nào available hết đó. Thì cái giá bán cùng một cái lô đất 450 m² bây giờ nó là bán khoảng từ 300 cho tới 330. Thì các bạn thấy đó, trong vòng 3 năm thôi mà nó đã từ 108 lên tới 300 là 120, 130. Cái giá trị đất nó tăng lên. Còn những cái lô đất nó mới, những cái lô đất mở cái stage 41 hay là stage 40 đó các bạn, thì có nghĩa là nó chưa có được phép xây nữa, thì vẫn còn chưa có title, thì mình còn phải đợi, cũng không biết nữa, 1 năm hay là 2 năm đó. Mà nó đã bán hoàn toàn sạch hết, không còn cái gì available luôn mọi người. Thì các bạn nào mà làm farm á, thì ở khu này rất là thích hợp luôn, rất là gần farm, rất là đẹp. Cái này là khu là mới luôn, và diện tích và cái giá trị của khu này nó sẽ vẫn còn tăng lên. Tại vì sao? Tại năm tới đó người ta sẽ bắt đầu xây cái khu thương mại, shop, Woolworths, Coles, rồi nhà hàng, rồi tiệm nail bắt đầu sẽ mọc lên, rồi cũng sẽ xây trường học ở trong đây luôn. Thì người ta sẽ dọn tới đây ở nhiều, sẽ làm cái giá trị cái khu dưới đất này sẽ tăng lên thôi. Cho nên các bạn nào mà có khả năng đầu tư thì khu này rất là ok nha mọi người. Đó, và theo cái thị trường hiện giờ đó, trong đây cũng bán rất là nhiều luôn, người ta xây xong người ta bán liền luôn. Từ 450 m² cho tới 600 m², mà diện tích xây là cỡ từ 170 cho tới 250 m², diện tích xây đó, thì bán cũng ở trên 800.000 cho tới 900.000. Rồi các bạn cứ suy nghĩ đi, thì bây giờ với cái thời điểm hiện tại thị trường á, 1 m² á, 1 m² xây đó, thì builder người ta cũng tính mình là cỡ 2.000. Nếu có bạn nào tìm được builder nào rẻ hơn thì càng tốt, nhưng mà cái giá thị trường hiện tại bây giờ đó là 2.000 trên 1 m². Mà nếu có bạn xây 170 m² á, thì nó cũng nằm ở khoảng là 340.000, là chỉ là diện tích xây như thôi nha mọi người. Đó, khi mà xây xong căn nhà, các bạn còn phải làm lại mấy cái hàng rào đằng sau, hàng rào bên hông, rồi chưa tính landscaping, rồi chưa có màn rèm gì trong nhà nữa. Thì nói chung cái cost nó sẽ nhiều hơn như vậy. Thì đó, cho nên thấy giá nhà ở khu này nó bán rất là phải trên 800 cho căn nhà 4 phòng ngủ, và diện tích là từ 450 m² trở lên nha mọi người. Đó, thì các bạn thấy đó, nếu các bạn nào mà có khả năng đầu tư đó, thì Rivalia Park rất đáng để đầu tư. Thì các bạn coi nè, đây là cái đường ngay cái ngã tư, ngay cái đường Express Highway nó quẹo vô cái khu Rivalia. Đâm thẳng lên trên đó là sẽ có rất là nhiều nhà mẫu. Rồi người ta đã xây rất là nhiều, những cái stage mới nó đã xây rất là nhiều nhà ở góc đó. Rồi đi hết ra tới đây luôn. Đó, vẫn còn xây rất là nhiều bên trong đó nữa nha mọi người. Đó, thì tại sao mình có mặt ở cái khu Rivalia Park này ngày hôm nay? Tại vì bên mình đó cũng đang bán một căn nhà ở trong khu này. Đó, thì các bạn nào có khả năng đầu tư hay mua để ở đó, để gần farm đó, mình làm farm đó, thì hả liên lạc với Raymond. Căn nhà mình bán là nó nằm ở trong cái khu đó các bạn. Ok mọi người, thì đây là căn nhà mình bên công ty mình đang bán nha mọi người. Đây là mặt tiền. Hai double garage, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Nhà xây năm 2022, là chỉ có gần 2 năm tuổi thôi mọi người.
mặt tiền rộng. Bên đây nó có thêm một cái cửa để đi vô đằng sau nè mọi người. Mai mốt mà bạn nào mua căn này đó mà có thể bỏ cái hàng rào, bỏ cái hàng rào này chạy xe thẳng vô trong cũng được. Đó, double garage. Đó, nhà xây 2 năm tuổi, mới hiện đại. Diện tích đất của căn nhà này là có 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Diện tích đất là 450m² nha mọi người. Đó, để mở cửa đi vô nè. Đó các bạn thấy đó. Thiết kế rất là hiện đại, đẹp. Thì đây sẽ là cái hallway. Nhà có đèn downlight toàn nhà. Nền bằng gỗ. Gỗ là high quality timber flooring. Ok mọi người, đây là phòng đầu tiên. Phòng này có hai cửa mọi người, hai cửa mở ra. Đó, thì nói chung là rất là cơ bản thôi. Nhưng mà rất là sạch sẽ. Đẹp, nền là bằng thảm. Cửa window rất là bự. Đó, như các bạn thấy, có máy lạnh, máy điều hòa nóng lạnh. Rồi có thêm cái rèm ở đó nữa. Đó, có đèn Oyster. Thì đây sẽ là, đây là cái phòng ngủ, mình gọi là phòng ngủ thứ hai mọi người. Tại bên đây cái phòng ngủ chính là cái master bedroom, nó là ensuite. Thì nó có phòng tắm chung ở đây luôn. Thì đây cái là cái master bedroom. Đó, thì nền cũng là bằng thảm. Máy điều hòa nóng lạnh nha mọi người. Đó, có zone control. Có đèn Oyster. Đây, trong bên đây sẽ là walking robe rộng rãi, đủ cho các bạn để đồ. Còn bên đây sẽ là cái phòng tắm, có toilet chung. Nói chung là kiểu xây thì rất là đơn giản, không có cầu kỳ gì nhiều, mà rất là sạch sẽ, gọn gàng. Ok, đây là phòng master nha mọi người. Còn bên đó là phòng thứ hai. Đó, mình đi vô bên đây. Thì đây sẽ là cái phòng thứ ba. Đó, cũng có đèn Oyster. Máy lạnh, máy điều hòa nóng lạnh, nền bằng thảm. Thì bên đây thì sẽ là cái open plan kitchen. Nhìn các bạn nhìn nè, rất là rộng rãi, tiện nghi, đẹp, sạch sẽ. Đó, thì đây sẽ, bên đây sẽ là kitchen, rồi dining, living area. Rồi bên đây đó sẽ là phòng ngủ cuối cùng nè mọi người. Thì cũng y chang như mấy cái phòng ngủ kia, nằm bằng thảm, đèn Oyster, máy điều hòa nóng với lạnh, cửa sổ bự. Ok, là 4 phòng ngủ nha mọi người. Rồi có phòng ngủ chính thì có thêm cái phòng tắm với phòng toilet. Còn bên đây đó là phòng phòng tắm chính, phòng tắm thứ hai. Nhỏ gọn hiện đại, sạch sẽ, rất là cơ bản. Thì còn đây là cái phòng toilet riêng. Mình thấy căn nhà này rất thích hợp cho các bạn mà đang mua nhà đầu tiên đó, hay các bạn muốn đầu tư cũng được. Đây là phòng phòng giặt mọi người. Có cái bench rất là dài, nhiều chỗ đựng tủ đựng đồ nè mọi người thấy không? Rất là tiện nghi. Rồi có cái cửa đi ra đằng sau nhà luôn. Thì bạn thấy đó là cái laundry, cái phòng giặt rất là rộng. Đi ra đây đằng sau. Đó, rất là sạch sẽ. Đó, có cái cửa đi ra trước nhà luôn, là hai bên đều có cửa để mình đi vô đằng sau nha mọi người.
Thì căn nhà này đó thì ngày mai là mình sẽ có người tới chụp hình rồi sẽ bỏ lên mạng, rồi mình sẽ mở cửa vào cuối tuần này. Ok, thì đó các bạn thấy cái này là cái kitchen. Thì cái bench rất là rộng rãi. Có cái dishwasher luôn, có máy rửa chén ở đây luôn. Double sink. Đó, có rất là nhiều tủ đựng đồ. Đó, thấy đó. Thì cái dàn cooktop thì cũng bự nữa mọi người. Đó. Oven cũng rất là bự. Ý mình lớn, nói là lớn. Bên đây sẽ là để tủ lạnh ha. Đi qua bên đây. Đây sẽ là chỗ để cái bàn ăn. Ở bên đây là cái phòng khách để tivi. Đúng rồi. Một cái điểm đặc biệt nữa là nhà này nó có hai cái cửa đi ra ra bên hông với ra đằng sau mọi người. Cửa này nè, cái cửa bên kia. Đó. Rồi bên đây, cửa bên đây đó thì là sẽ đi ra phía phía nhà để xe. Thì khi các bạn đậu xe vô có thể đi vô nhà trực tiếp bằng cái cửa bên đây luôn. Thì chỗ đậu xe là double garage đó, cũng rất là rộng rãi nha mọi người. Đó, đi làm về thì đi vô trực tiếp trong đây luôn, đi bằng cửa này. Đi ra đằng sau luôn nha mọi người. Đó thì các bạn thấy đó, nhà rất là rộng rãi, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 2 gara luôn. Thì đi ra sân đằng sau nè mọi người. Có thêm một cái veranda bự nữa. Veranda 5x5, 5x5, 25m², bề ngang với bề dài. Đó, tha hồ cho mình có thể làm barbecue cuối tuần, có những bạn bè qua hay là gia đình tụ họp gì đó, đầy đủ, có đầy đủ chỗ chứa. Rồi cái sân vẫn còn rất là nhiều đất nè mọi người, thấy chưa, cỏ này là cỏ thiệt. Thì các bạn nào mà thích trồng cây gì đó, trồng cây ăn quả, thì nó có cái garden bed ngay đây nè. Đó, đi hết toàn nhà luôn đó, rất là rộng. Các bạn có thể thoải mái, các bạn mua căn này về thì các bạn muốn làm gì cũng được hết đó, tại nó còn rất là nhiều đất. Đó, bên này là bên hông nè các bạn. Nếu các bạn nào mà muốn bỏ luôn cái đó chạy chiếc xe vô cũng được, thì mình làm lại cái nền xi măng. Đó, thì các bạn nào đã có khả năng đó, đang tìm nhà đầu tư đó, hay mua nhà để ở đó gần farm, thì hả, căn này và khu Riverly Park là rất thích hợp nha mọi người. Ok mọi người, thì căn nhà này là có 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, hai cái chỗ đậu xe. Nó ở khu Riverly Park. Thì các bạn nào đang có khả đang tìm á, mua nhà đầu tư hay nhà để ở, cũng như là các bạn làm farm á, mà tìm nhà gần khu farm á, thì căn nhà này rất là thích hợp cho các bạn luôn. Thì ngày mai mình sẽ chụp hình rồi sẽ bỏ lên mạng vào thứ tư, thì mở cửa cuối tuần này, thứ bảy tuần này. Thì đó, các bạn nào mà có nhu cầu thì cứ liên lạc với Raymond ha. Số điện thoại là 0430035933. Ok, xin cảm ơn mọi người.